thuốc nha con bạn. À, khu này là thuốc. Xin chào mọi người. Đây là khu bán thuốc của Target. Hôm nay mình đi Target. Chào mọi người, chào mừng đến với kênh của mình. Hôm nay mình đi Target. Hôm nay không có đem theo mic cho nên có lẽ là không có rõ, thổ giọng không rõ. Cô này là thuốc em. Kẹo ngậm, kẹo để bao tử, kẹo ngậm để bao tử. Cái này là khẩu oxy. Khẩu oxy là thuốc. Mua thuốc ở đâu? Kẹo ngậm, có bao tử. Xình bụng luôn. Sình bụng hay là ăn khó tiêu, ngậm cái này cho nó tiêu, dễ tiêu. Đó, làm thuốc. Làm thuốc này thuốc sạch mũi. Còn là chi, dị ứng. Đó, cô nữ. Đang thuốc, con đồ. Đang ở Target. Sao mà nó cứ đi là cái hồi khó chịu cái kiến. Hồi phải vô cái kiến khó chịu. Đó, ở đây là khu ở đây là Target. Khu mạc này nó rẻ tiền hơn Target. Thử đường, tiểu đường, thử tim, thử tiểu đường gì đó, thử tim, à, cho là thử tim. Ai dạ, thuốc, nhiều thuốc, đây là thuốc uống nước nữa, bỏ vô nước, được rồi, có lần. Đây là cộng bác sĩ tiện bán thuốc. Mình đi vòng vòng cái chuyện khu thuốc của Thôi Viện. Đợi khu đợi bạn mua đồ đi chung với bạn. Ủa, ở đây một tiếng bóng tắm một tiếng. Ủa, 50% off, giảm 50%. Bên này bắt rau.
dưa hấu, dưa gan. Cam thì là quýt, là chanh, đó, chanh 3 đô 99, 4 đô 39.